danh hỏi bài miễn phí trả lời tức thì vào thư viện app tải ngay app danh. Chào mừng các con đã đến với khóa học tiếng Việt lớp 1 của Việt Sách, bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Các con thân mến, cô trò chúng mình tạm biệt chủ đề số 11 để cùng đến với một chủ đề mới. Các con hãy quan sát cô hình ảnh ở trên màn hình và đoán cho cô tên của chủ đề này là gì. Quan sát hình ảnh này, các con thấy rằng ở đây các bạn thỏ, nhiều các bạn thỏ. Có bạn tay thì cầm đèn lồng, có bạn tay cầm miếng bánh trung thu và có bạn thì lại đang ngồi trông trăng. Vậy từ những hành động của những bạn thỏ này, ta đoán được ở chủ đề 12 sẽ nói về trung thu. Các con thân mến, chủ đề 12, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu các bài học liên quan đến trung thu. Chắc hẳn các con ai cũng quen với dịp Tết Trung Thu rồi đúng không? Vậy, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài đầu tiên của chủ đề 12, bài số 1, vần ang, ăng và ưng. Cô mời các con mở sách giáo khoa trang 120 để cùng cô tìm hiểu bài học ngày hôm nay nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bài học ngày hôm nay bằng hoạt động khởi động. Các con hãy quan sát giúp cô bức tranh ở trên màn hình và hãy trả lời cho cô câu hỏi. Trong bức tranh này, các bạn nhỏ đang làm gì? Và trong bức tranh có những đồ vật gì? Trên bầu trời là vầng trăng vàng, sáng vằng vặc. Ở đây, các bạn nhỏ đang nắm tay cùng chị Hằng rước đèn. Bạn nhỏ mặc áo trắng, tay cầm một chiếc đèn lồng hình búp măng. Chị Hằng tay cầm chiếc đèn lồng hình ông sao. Bạn nữ mặc váy hồng thì tay cầm đèn lồng hình cá vàng. Các bạn ai cũng vui vẻ và háo hức. Vậy, thông qua việc quan sát bức tranh này, chúng ta sẽ tìm ra được một số tiếng như sau. Vầng trăng vàng, búp măng, chị Hằng và rước đèn. Các con hãy chỉ ra cho cô các tiếng có chứa vần ăng ở trong các từ ngữ mà ta vừa rút ra được. Ở đây, các tiếng có chứa vần ăng sẽ là tiếng trăng, tiếng măng và tiếng hằng các con ạ. Các tiếng có chứa vần ưng sẽ là tiếng vầng. Còn tiếng chứa vần ang là tiếng vàng. Vậy, từ những từ ngữ mà chúng ta vừa rút ra được thông qua việc quan sát tranh, cô trò chúng mình sẽ tìm hiểu về ba vần mới. Đó là vần ưng, vần ăng và vần ang. Cô mời các con quan sát giúp cô lên màn hình. Cô giới thiệu với các con, đây là ba vần, vần ang, vần ăng và vần ưng. Chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc nhé. A ngờ ang, ang. A ngờ ang, ang. Đọc trơn, ang. Tiếp theo, á ngờ ăng, ăng. Á ngờ ăng, ăng. Đọc trơn, ăng. Tiếp theo, ớ ngờ ưng, ưng. Ớ ngờ ưng, ưng. Ưng. Ăng, ăng, ưng. Bây giờ, các con hãy chỉ ra cho cô điểm giống nhau giữa các vần này là gì? Ở đây, quan sát các con cũng có thể thấy ngay được điểm giống nhau giữa các vần này, đó là chúng đều có chứa âm ngờ ở cuối. Điểm khác nhau, vần ang thì là âm a đứng trước, vần ang thì âm a đứng trước và vần ưng thì âm ở đứng trước. Bây giờ chúng ta cùng nhau đọc trơn lại nhé. Ang, ăng, ưng. Tiếp theo, cô mời các con hãy quan sát cho cô hình ảnh ở trên màn hình. Các con quan sát và cho cô biết đây là loài vật gì. À đúng rồi, đây là một chú cá vàng đấy các con ạ. Cô có từ cá vàng. Trong từ cá vàng, tiếng vàng chứa vần ang chúng ta đang cùng nhau tìm hiểu. Tiếng vàng gồm âm vờ đứng trước, vần ang đứng sau, thanh huyền trên đầu âm a. Cô đánh vần như sau. Vờ ang vang huyền vàng, vàng. Vờ ang vang huyền vàng, vàng. Cá vàng. Tiếp theo, hình ảnh số 2. Các con có biết đây là cái gì không? Có thể nhiều bạn chưa biết đâu. Cô giới thiệu với các con nhé. Đây là măng tre.
cô có từ măng tre. Trong từ măng tre, tiếng măng chứa vần ăn. Chúng ta đang cùng nhau tìm hiểu. Tiếng măng gồm âm m đứng trước, vần ăn đứng sau. Cô đánh vần m ăn măng măng. Cô đánh vần lại nhé. M ăn măng măng. Măng tre. Hình ảnh cuối cùng. Đây là một ngôi nhà. Nhưng ngôi nhà này thì thế nào nhỉ? À, đây là nhà tầng các con ạ. Cô có từ nhà tầng. Trong từ nhà tầng, tiếng tầng chứa vần ân chúng ta đang tìm hiểu đấy. Tiếng tầng gồm âm tờ đứng trước, vần ân đứng sau. Thanh Huyền trên đầu âm ớ, cô đánh vần. Tờ ân tân huyền tầng, tầng. Tờ ân tân huyền tầng, tầng. Nhà tầng. Vừa rồi, cô trò chúng mình đã cùng nhau luyện đọc các vần và các từ ngữ. Bây giờ chúng ta cùng nhau luyện đọc lại trước khi chuyển sang hoạt động viết nhé. A ngờ an, an. Vờ an vang huyền vàng, vàng. Á ngờ ăn, ăn. Mờ ăn măng, măng. Ớ ngờ ân, ân. Tờ ân tân huyền tầng, tầng. An, vàng. Ăn, măng. Ân, tầng. Chúng ta đọc trơn lại một lần nữa nhé. An, vàng. Ăn, măng. Ân, tầng. Tiếp tục, chúng mình sẽ chuyển sang hoạt động luyện đọc mở rộng. Và trước khi cùng nhau luyện đọc các từ ngữ, cô trò chúng mình sẽ quan sát các hình ảnh nhé. Hình ảnh đầu tiên, cô đố các con viết, đây là lá của cây gì? À đúng rồi, nhìn loại quả này và hình dạng của chiếc lá này, chúng ta đoán được đây là lá bàng. Hình ảnh tiếp theo, đây là một loại quả vô cùng quen thuộc. Chắc chắn không cần phải suy nghĩ, chúng ta cũng có thể trả lời được. Đây chính là quả măng cụt đúng không nào? Hình ảnh số 3. Trên màn hình của các con là hình ảnh của vầng trăng. Và cuối cùng là một ngôi sao màu vàng. Từ việc quan sát những hình ảnh này, cô trò chúng mình sẽ có các từ lá bàng, măng cụt, vầng trăng, sao vàng. Các con hãy chỉ ra cho cô các tiếng có chứa vần ăn và vần ân ở đây nhé. Các tiếng có chứa vần an, đầu tiên cô có tiếng bàng và tiếng vàng. Các tiếng có chứa vần ăn đó là tiếng trăng và đó là tiếng măng và tiếng trăng. Còn tiếng có chứa vần ân đó là tiếng vầng các con ạ. Bây giờ cô cho chúng mình sẽ luyện đọc các từ này nhé. L a la sắc lá, lá. Bờ an bang huyền bàng, bàng. Lá bàng. Mờ ăn măng, măng. Cờ út cút nặng cụt, cụt. Măng cụt. Vờ ân vâng huyền vầng, vầng. Sờ ăn trăng, trăng. Vầng trăng. Sờ ao sao, sao. Vờ an vang huyền vàng, vàng. Sao vàng. Lá bàng. Măng cụt. Vầng trăng. Sao vàng. Bây giờ, cô có một nhiệm vụ dành cho chúng mình, đó là các con hãy suy nghĩ và đặt câu với những từ ngữ này nhé. Ở đây, cô đưa ra một số câu văn để các con tham khảo. Cô có câu văn, những chiếc lá bàng xanh non. Ở đây, cô đã sử dụng từ lá bàng để đặt câu. Câu văn thứ hai, em rất thích ăn măng cụt. Ở đây, từ măng cụt đã được cô sử dụng. Vầng trăng soi rõ sân nhà em. Ở đây cô đã sử dụng từ vầng trăng đấy. Và cuối cùng, bé có chiếc đèn hình ngôi sao vàng. Ở đây cô đã sử dụng từ sao vàng để đặt câu. Vậy là bốn từ lá bàng, măng cụt, vầng trăng và sao vàng đã được cô sử dụng để đặt câu. Bây giờ các con hãy suy nghĩ để đưa ra câu văn hay hơn, câu văn của cô nhé. Một nhiệm vụ nữa dành cho chúng mình. Bây giờ, các con hãy suy nghĩ và tìm cho cô các từ ngữ có tiếng chứa vần an và ăn mà các con biết nhé. Với vần an, cô sẽ có các từ cái thang, sáng sớm và cửa hàng. Ở đây các con thấy rằng tiếng thang,
Tiếng sáng và tiếng hàng là các tiếng có chữ vần ang. Cuối cùng với vần ang, cô sẽ có các từ hàm răng, măng tre, thằng hạng, băng băng và nắng gắt. Ở đây các con thấy tiếng răng, tiếng măng, tiếng thăng, hai tiếng băng và tiếng nắng là các tiếng có chứa vần ăn đấy các con ạ. Cuối cùng là vần ân, cô sẽ có các từ vầng trăng, tân cầu và vâng lời. Ở đây tiếng vầng này, tiếng tân và tiếng vâng là các tiếng có chứa vần ân mà cô tìm được. Vậy bây giờ cô sẽ sử dụng một từ để đặt câu. Ví dụ cô lựa chọn từ sáng sớm và cô sẽ có câu văn sáng sớm mẹ đi chợ. Với vần ăn, cô sử dụng từ măng tre để đặt câu. Cô có câu sau. Cửa hàng tạp hóa bán rất nhiều măng tre. Cuối cùng là với vần ân, cô sử dụng từ vầng trăng để đặt câu. Vầng trăng soi sáng sân nhà. Tương tự như vừa rồi, các con hãy tìm các tiếng có chứa vần ăn, vần ân. Sau đó, chúng mình suy nghĩ để đặt câu với các từ mà chúng mình vừa tìm được nhé. Còn bây giờ, chúng mình sẽ cùng nhau đến với hoạt động luyện đọc đoạn văn. Cô mời các con lắng nghe cô đọc mẫu. Tục lệ đón trăng vào giữa mùa thu đã có từ xa xưa. Khi trời vừa sang thu, ai nấy đều háo hức chờ đón ngày có vầng trăng tròn. Bây giờ, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc và tìm hiểu nội dung của đoạn văn này. Câu hỏi đầu tiên dành cho các con là đoạn văn này có tất cả mấy câu? Ở đây, câu 1, tục lệ đón trăng vào giữa mùa thu đã có từ xa xưa. Và câu 2, khi trời vừa sang thu, ai nấy đều háo hức chờ đón ngày có vầng trăng tròn. Vậy, ở đây đoạn văn này sẽ có hai câu. Bây giờ các con hãy lấy bút chì thước kẻ, tìm và gạch chân cho cô các tiếng có chứa vần ang hoặc vần ân có trong đoạn văn này nhé. Trước tiên là câu số 1. Ở đây các con thấy chúng ta sẽ có tiếng trăng chứa vần ang này. Ở câu 2, chúng ta có tiếng sang chứa vần ang, tiếng vầng chứa vần ân và tiếng trăng chứa vần ang. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc các tiếng này. Sờ an sang, sang. Vờ ân vâng huyền vầng, vầng. Sờ an trăng, trăng. Sang, vầng, trăng. Ngoài những từ này, các con hãy lưu ý cho cô từ sau. Từ háo hức. Bây giờ chúng ta đánh vần nhé. Hờ ao hao sắc háo, háo. Hờ ức hức sắc hức, háo. Các con vừa cùng cô luyện đọc các từ mới và các từ khó. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau luyện đọc thành tiếng đoạn văn này. Tục lệ đón trăng vào giữa mùa thu đã có từ xa xưa. Khi trời vừa sang thu, ai nấy đều háo hức chờ đón ngày có vầng trăng tròn. Bây giờ cô có một nhiệm vụ dành cho chúng mình. Đó là trong thời gian 2 phút, các con hãy luyện đọc cho cô đoạn văn này thật trôi chảy. Sau đó chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung của đoạn văn nhé. Câu hỏi số 1 cô dành cho các con. Trời sang thu có nghĩa là gì? Các con thân mến, trong năm của chúng ta sẽ có 4 mùa là xuân, hạ, thu và đông. Sang thu có nghĩa là chúng ta chuyển từ mùa hè sang mùa thu. Vậy ở câu hỏi số 1 chúng ta trả lời như sau. Thời tiết sẽ chuyển từ mùa hè sang thu. Trời sang thu có nghĩa là thời tiết chuyển từ mùa hè sang mùa thu. Câu 2, mọi người háo hức đón chờ điều gì? Để trả lời câu hỏi này thì các con hãy dựa vào câu văn số 2 nhé. Ở đây các con thấy ai nấy đều háo hức chờ đón ngày có vầng trăng tròn. Vậy ở đây, câu trả lời này chính là mọi người háo hức, ngày có vầng trăng tròn. Và ngày có vầng trăng tròn ở giữa mùa thu chính là dịp Tết Trung Thu đấy các con ạ.
Vậy là dựa vào hai câu hỏi này thì cô trò chúng mình đã tìm hiểu xong nội dung của đoạn văn trên. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với hoạt động cuối cùng, hoạt động mở rộng. Quan sát hình ảnh này thì các con có thể thấy các bạn nhỏ đang cùng nhau vui múa hát ca. Và dựa vào giọng nói thì bạn nhỏ này đang nói rằng: chị Hằng ơi. Vậy các con có thể đoán được các bạn nhỏ đang cùng nhau hát các bài hát về dịp Tết Trung Thu. Vậy bây giờ các con hãy tìm và hát các bài hát về dịp Tết Trung Thu. Và nhớ rằng các con nên tìm các bài hát nào chứa vần ăn và vần ân mà chúng ta đang tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay nhé. Hoạt động mở rộng vừa rồi cũng đã kết thúc tiết học của chúng mình ngày hôm nay tại đây. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con trong những tiết học tiếp theo. Khóa học Việt Sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.